Xin chào cả nhà đến với kênh Quế Trần Trà Vinh. Hôm nay Quế Trần xin chia sẻ cái món chay thì cách làm cũng rất là đơn giản, rất là thơm, cực kỳ bắt cơm. Đó là món mắm kho chay. Giờ cả nhà cùng Quế Trần vào bếp để thực hiện món chay này nha. Nguyên liệu của mắm kho chay thì mình chuẩn bị là một củ sắn. Củ sắn ở đây mình sơ chế xong để chút xíu mình nấu lấy nước ngọt đó cả nhà. Và 3 trái cà tím, 2 trái khổ qua và 5 tép xả, thì xả ở đây mình cũng rửa sạch và đập dập, và 200g nấm rơm, 2 miếng đậu hũ chiên, chả lụi chay, chả bầu ngư và mắm đậu, thì mắm đậu còn làm từ đậu nành đó cả nhà. Trước tiên thì mình bắt nồi nước lên bếp, nấu cho nước sôi. Thì trong thời gian mình nấu nước thì mình xắt củ sắn thành từng khoanh để mình nấu lấy nước ngọt đó cả nhà. Nước đã sôi, giờ mình cho củ sắn được cắt xong vào nồi, nấu cho củ sắn nó mềm và nó ra chất ngọt. Thì kế tiếp thì mình xắt đậu hũ nha cả nhà. Đậu hũ thì mình xắt thành từng miếng vừa ăn. Đậu hũ thì mình cắt theo cái ý thích của mình nha cả nhà. Mình có thích cắt ngang dọc gì cũng được nha cả nhà. Kế tiếp thì mình xắt chả lụa chay thành từng miếng vuông vừa ăn. Thì mình nấu ở đây không nhất thiết phải có chả lụa nha cả nhà, mình có gì mình nấu nấy. Và mình xắt chả bầu ngư thành từng khoanh để chút xíu nữa mình luộc. Kế tiếp thì mình cắt nấm rơm. Thì nấm rơm ở đây mình được rửa qua nước muối rồi cả nhà. Thì nấm rơm lớn thì mình cắt làm tư, còn nấm rơm nhỏ thì mình cắt chia đôi. Thì nấm rơm đã được cắt xong. Và mình chuẩn bị một cái thau và mình cho 2 lít nước vào thau để mình xắt cà tím đó cả nhà. Cà tím mình mua về thì mình cũng rửa sạch và mình cắt bỏ phần đầu và phần cuối của cà tím. Và sau đó thì mình cắt cà tím thành các miếng vừa ăn và mình cho vào thau nước lạnh mình ngâm để cà tím nó không có bị đen đó cả nhà. Cà tím thì mình xắt theo ý thích của mình. Mình muốn xắt khoanh tròn cũng được. Ở đây thì Quế Trần cắt một khoanh chia làm tư cho vừa miếng ăn đó cả nhà. Sau đó thì giờ mình ngâm nước lạnh cho nó không bị thâm đen. Thì kế tiếp thì mình cắt khổ qua. Thì khổ qua ở đây mình mua về mình cũng rửa nước muối đó cả nhà. Thì giờ bắt đầu mình cắt khổ qua chia đôi để mình lấy phần hột ra. Và sau đó thì mình cũng rửa sơ lại. Và mình cũng cắt khổ qua thành từng miếng vừa ăn. Sau khi nguyên liệu đã được sơ chế xong thì kế tiếp mình bắt nồi nước nhỏ lên bếp và nước sôi thì mình cho chả lụa bầu ngư vào mình luộc. Mình luộc cho ra chất đục vì mình mua về mình bỏ trong tủ đông đó cả nhà. Thì mình luộc như vậy thì nó ăn sẽ dai, nó rất là ngon. Khi mình luộc xong thì bắt đầu mình rửa cho nó ra chất đục và sau đó mình để trong cái gỗ cho nó ráo để khi mình chiên nó không bị văng dầu ở cả nhà. Thì củ sắn mình nấu nãy giờ cũng được 30 phút đó cả nhà. Thì củ sắn nó mềm và nó ra chất ngọt. Và mình vớt củ sắn ra bỏ và mình lấy vợt, mình vợt cho nồi nước ngọt nó trong. Thì kế tiếp thì mình cho sả được đập dập, mình cho vào nồi nước ngọt và mình nấu cho ra chất sả nó thơm. Và mình cũng cho nấm rơm, mình nấu cho nó ra chất ngọt ở cả nhà. Và khổ qua, mình nấu cho nó mềm. Và mình dằn một muỗng canh muối hột. Rồi bắt đầu mình nấu cho nấm rơm nó ra chất ngọt và khổ qua cho nó mềm. Thì kế tiếp mình bắt chảo lên bếp. Chảo nóng thì mình cho dầu ăn vào và mình lấy đũa thử dầu ăn nó sôi chưa nha cả nhà. Thì dầu nóng thì mình cho chả lụa bầu ngư mình được luộc xong á, mình để ráo và mình cho vào mình chiên. Và lần lượt thì mình cho từng miếng chả lụa vào mình chiên. Và mình cũng chiên cho nó vàng đều hai mặt nha cả nhà. Chả lụa bầu ngư đã được chiên xong, nó vàng đều hai mặt đó cả nhà. Thì bắt đầu mình vớt ra
mình để cho nguội, để chút xíu nữa mình cắt thành từng miếng vừa ăn. Giờ kế tiếp mình cho đậu hũ vào mình chiên. Chiên cho vàng sơ thôi nha cả nhà. Vì đậu hũ này mình cũng đã mua đậu hũ chiên sẵn á. Giờ bắt đầu mình chiên sơ lại thôi. Chả lụa bầu ngư được chiên xong, sau khi mình để nguội á, thì giờ bắt đầu mình cắt ra từng miếng vừa ăn. Chả bầu ngư đã được cắt xong và đậu hũ mình đã được chiên xong đó cả nhà. Giờ sau khi cái nồi khổ qua mình nấu mềm, xả ra chất thơm và nấm rơm cũng ra chất ngọt rồi. Giờ bắt đầu mình nêm gia vị nha cả nhà. Mình nêm một muỗng canh đường phèn. Đường phèn thì có vị ngọt thanh và hai muỗng nhỏ bột ngọt. Nếu gia đình mình không có dùng bột ngọt thì mình nêm hạt nêm cũng được nha cả nhà. Thì mình nêm 3 muỗng nhỏ hạt nêm chay. Thì mắm đậu này mình làm từ đậu nành đó cả nhà. Mình cho 3 muỗng canh nước ngọt vào mắm đậu và mình toán cho mắm đậu nó loãng ra. Sau đó thì mình cho vào cái nồi nước dùng mình nấu. Thì khổ qua nó đã mềm và nấm rơm cũng đã ngọt rồi đó cả nhà. Mắm đậu này nó rất là thơm, nó không thua gì mắm mặn nha cả nhà. Và mình nêm 2 giá canh nước mắm chay, nhìn rất là hấp dẫn nha cả nhà. Nó thơm lắm, mắm đậu nó rất là thơm. Mình nêm 1 muỗng nhỏ bột nêm gà chay. Cà tím mình ngâm nãy giờ cũng ra chất mũ, giờ mình rửa lại để cho ráo. Cà tím thì mình cho vô sao, vì cà tím mình nấu vừa chín thì rất ngon cả nhà. Và bắt đầu mình cho cà tím vào. Và đậu hũ chiên, chả lụa chay chiên mình cũng cho vào. Nhìn là mắm kho rất là hấp dẫn ha cả nhà. Giờ mình nấu cà tím cho nó vừa chín rất là ngon. Giờ bắt đầu mình bắt chảo lên bếp, mình phi xả băm nha cả nhà cho nó thơm. Thì chảo nóng mình cho 1 muỗng canh dầu ăn vào. Dầu ăn nóng thì mình cho xả băm và ớt, mình cho vào mình phi, mình đảo cho đều. Và mình cho hành baro mình được phi sẵn ở cả nhà, mình cho vào phi cho nó thơm. Xả băm mà phi nó vàng nó thơm đó cả nhà. Bắt đầu mình cho vào nồi mắm kho. Nhìn là mắm kho hấp dẫn quá cả nhà. Thì xả mà mình phi xong mình cho vào nồi mắm kho rất là thơm á cả nhà ơi. Nhìn trông thật là hấp dẫn, ngon quá cả nhà. Giờ bắt đầu mình cho chả lụa vào. Thì chả lụa mình đã được hấp chín rồi đó cả nhà. Thì mình cho vào sao. Giờ bắt đầu mình nêm cho vừa khẩu vị của gia đình mình nha cả nhà. Thì nồi mắm kho của mình đã hoàn thành này. Giờ bắt đầu mình cho gato. Chỉ vài bước đơn giản mình hoàn thành món mắm kho chay. Thì mắm kho chay cách làm cũng rất là đơn giản cả nhà, rất là thơm. Thì mình ăn cùng với cơm trắng và mình ăn kèm với rau sống rất là ngon. Thì mình cho thêm một chút xíu ớt có vị cay cay và một chút xíu chanh có vị chua nhẹ. Thì Quế Trần xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn đồng hành cùng Quế Trần. Quế Trần gieo duyên những món chay ngon dễ làm. Kính chúc cả nhà xem video vui vẻ và bình an. Cả nhà ủng hộ kênh Quế Trần bằng cách like, share, đăng ký kênh miễn phí để nhận thông báo video mới. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye cả nhà.